Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ ghé thăm một người anh trai của mình và để xem là anh ấy đang làm gì. Câu câu câu. Ôi. Nay đâu lại ghé đây vậy? Em đang đi đạp xe tiện em vào thăm anh thôi. Anh đang làm gì vậy? Anh đang chiêm nghiệm con xe với lại lau sơ cái xe ấy mà. Con xe ui. Mới về. Con này nhập từ đâu vậy anh? Từ con này hả? Ở bên anh mới ráp xong đấy. Ui, màu đẹp thế. Đẹp không? Thế dạo này anh có nhiều xe mới không? Cũng nhiều em ạ. Đây con này là mới về cho hôm nay đấy. Thế á? Anh mới lau xong. Ôi, con này mới luôn à? Ừ. Thế thì anh có anh tiện anh review cho các bạn đi. Bạn em cũng đang mấy đứa cũng đang tìm mua xe. Nếu em thích thì anh review cho sơ qua về con này. Em thích mà anh làm gì em cũng thích. Đây. Anh sẽ review sơ qua con này cho em và bạn em tham khảo luôn. Thì nói chung về các dòng xe thể thao với lại địa hình hiện nay thì là nó đều làm từ hợp kim nhôm hết em ạ. Vì kim nhôm giúp xe nhẹ với mượt mà hơn. Và con này thì là thuộc địa hình. Tại vì nó được trang bị càng xe là thuộc dòng địa hình. Hình như em thấy cái thụt này nó có cái điểm gì khác ấy. Đúng rồi, đây nó có khóa đúng không? Khóa điều chỉnh khóa lock out này. Remote speed tức là khóa tốc độ, điều chỉnh tốc độ với lại độ giảm sóc. Con này thì nếu đi trên địa hình mà giảm sóc ấy, em có thể mở để cho phục nó thích hợp với cái địa hình đó, nó có thể nhún ấy. Để cảm giác nó không sóc quá, nó rất tiện lợi. Có vẻ như cái kết cấu này nó hơi khác so với các dòng cũ đúng không? Đúng rồi em đó. Với những con xe địa hình trước đây mà anh review ấy, thì nó sẽ không có thêm cái dây để cáp để mà điều chỉnh. Và căn chỉnh trên này. Đây có đúng không? Căn chỉnh đúng rồi. Đây. Căn chỉnh phục trước ở trên này. Đây mình căn chỉnh ở đây đúng không? Có đúng cái rồi. Có cái nút căn chỉnh đây. Đấy, chính xác. Em có thể mở khóa trên này. Đấy. Cao cấp nhỉ, bởi vì là em thấy thường thì những cái dòng ví dụ như là Giant ấy, Giant ATX hay cao cấp một chút thì nó mới trang bị, mà con này Galaxy. Galaxy cũng là một hãng của Đài Loan đúng không? Đúng rồi. Con này là hãng mới của Đài Loan mà em đã thấy nó trang bị như này rồi thì chứng tỏ là hãng cũng tiên tiến đấy. Galaxy hiện tại thì đang rất phổ biến về vấn đề xe đạp, tại xe đạp trên thị trường Việt Nam hiện tại đang có nhu cầu rất cao mà. Nên họ đang tích hợp rất là nhiều và phát triển dòng xe rất là hiện đại. Và mức giá thì rất là phù hợp. Đối với em con này giá bao nhiêu đấy? Chắc là phải 8 triệu ấy. Bởi vì là em thấy phanh dầu mà. Không. Có phanh dầu nè. Sẽ tiết lộ giá ở khúc cuối đi. Ok. Bây giờ em quay sơ qua để cho mọi người cùng xem. Đấy, giờ em quay tổng thể đi, anh giới thiệu tổng thể một chút cho mọi người xem luôn. Thì nói chung về kết cấu là khung hay là vành hay là các cái major trước, major sau hay là đùi đĩa hay là bộ chuyển động thì nó đều làm được kim nhôm rồi. Cái đó thì xe hầu hết là như vậy. Nó cái cọc yên này có mở khóa nhanh luôn này. Cọc yên thì là có mở khóa nhanh để em điều chỉnh lên xuống tùy theo chiều cao. Về đặc biệt đấy là cái màu sơn của con xe này là được sơn tĩnh điện. Các cái kết cấu được sơn tĩnh điện. Em bị ấn tượng với màu sơn của con này. Chính xác, sơn tĩnh kiểu nó nổi bật ý. Sơn tĩnh điện là một loại sơn rất là đẹp và mà kiểu không lo bong chóc đúng không? Đúng rồi, rất mượt mà nhìn mối hàn chứ. Mối hàn này, mối hàn cũng mối hàn bê cá cũng đẹp đấy chứ. Đúng rồi, em sờ vào nhìn nó rất mịn mà. Với lại nhôm, khi được làm bằng nhôm á thì các mối hàn em nhìn nó sẽ rất là tinh tế. Nó không bị thô lắm nhở? Đúng rồi. Yên này. Yên thì là thiết kế rất là mềm mại thể thao. Ngồi thì khá là thoải mái, khá là thoáng khí đấy. Nhưng mà cái này chắc là các bạn nam sẽ thích hơn. Em sẽ giới thiệu cho mấy thằng bạn của em. Đúng rồi. Dòng này là đi thể thao, đi địa hình mà. Nên là yên là thường sẽ thiết kế như này. Để cho thuận tiện cho người đi. Về bộ chuyển tốc đi ha. Nói về bộ chuyển tốc thì bộ chuyển tốc cái này đấy là đâu? Đây. Đấy, em xem đây, bộ chuyển tốc là gồm 27 tốc. Đúng rồi. Con này là của Eltu, Eltu A5 nhá mọi người. Eltu A5. Đó. Đó, 27 tốc. Rất nhiều tốc để cho lựa chọn chuyển số. Đây bộ chuyển số. Đấy, bộ chuyển số là của số Shimano Tuner. Shimano Tuner. Đùi đĩa là của Prowell, rất là quen thuộc rồi đúng không? Ba từng đĩa nha. Sự kết hợp với lại Shimano Tuner ở chuyển số trước đó là Shimano Atos. Ui, Atos cũng là một dòng
em thấy cũng khá là cao cấp đối với cái dòng bộ chuyển động của xe đạp địa hình ấy. Đúng rồi. Sự kết hợp rất là hoàn hảo đấy. Lốp xe này em thấy có vẻ to hơn đấy, to hơn cái dòng, có vẻ đúng to rồi. Hơn cái dòng cũ đúng không? Cái lốp xe này là lốp xe địa hình rất là to ấy. Nó là 27.5 đây mà. Nhân 2.10 luôn. Nó hình như nó to hơn cái bản cũ em thấy hình như là 27.5 nhân với lại 1.95. Thường là như vậy, nhưng mà cái này là tích hợp hơn lên 2.10. Cái này thì nó, ông nào mà thích bám đường đi dòng này tốt. Đúng, chính xác. Và nó chống mài mòn đấy em ạ. Những xe nào nó chống mài mòn. Rất là yên tâm. Ok, phết nhỉ. Đấy, thì tổng thể về sơ quan xe thì nó cũng như là các dòng khác, nhưng mà nó được một vài cái đặc biệt hơn là nước sơn. Và phuộc. Cái phuộc nó cũng như là bộ chuyển tốc. Cái phuộc đặc biệt của nó mình nhấn là ở đây. Đấy, nó có một phục trên này rất tiện lợi. Thường thì các địa hình là phải mình phải chuyển ở đây. Đây nó tích hợp trên tay bấm của mình, tiện lợi hơn. Đấy, như là ghi đông, em nhìn ghi đông là ghi đông thẳng. Một điểm yếu là chiếc này Galaxy thường họ sẽ không thiết kế trên xe đạp địa hình những cái tay nắm sừng cho người khi đi xe đạp có nhiều điểm nắm hơn. Mà họ thường sẽ thiết kế là chỉ tay nắm thường như vậy thôi. Em thấy như này cũng thoải mái mà, đỡ, ví dụ đỡ vướng víu. Em thấy tay nắm sừng nó cũng có nhược điểm đấy. Nói chung là cái nằm có ưu và nhược điểm của nó. Nên là về xét về tổng thể thì cái xe này rất là thích. Vậy nên anh mới đem lên đây. Em cũng thích. Nhưng mà anh bật mí giá đi. Giá hả? Giá con này thì dưới 7 triệu. Trên 7 6 triệu quá. Một tí thôi. Thế á? Chính xác. Nếu em tưởng nó là phanh dầu xong là nó có kết cấu phuộc với lại bộ chuyển tốc như thế thì nó phải đắt chứ nhỉ? Cũng không đắt lắm đúng không? Thì như anh đã nói mà Galaxy đang là dòng xe cho ra mắt rất nhiều loại xe. Muốn hướng tới những cái bậc mà tầm trung như Việt Nam mình. Nhu cầu người Việt Nam đang lên cao nên là làm xe rất là phù hợp. Đấy. Dòng xe quốc dân, dòng xe quốc dân. Em có thể giới thiệu cho bạn bè những xe như vậy. Anh là người review xe, anh rất thích con xe này. Nhưng mà hôm nay em đến đây với một mục đích khác. Em đến làm gì? Em có thể theo anh được không? Em muốn đi review xe. Được, nếu em thích thì anh biết em là người đã rất là hiểu về xe mà. Đấy, nếu không, em vẫn còn hiểu ít lắm. Nên là được. Em muốn theo chân anh. Được, anh em mình có thể cùng trao đổi kinh nghiệm với nhau để review về xe. Ok anh. Để cho mọi người cũng biết nhiều hơn về xe. Đấy nha mọi người nha, hôm nay mình đã quay lại làm bằng chứng rồi. Lần sau thì anh Hùng sẽ cho mình theo chân anh ấy đi review xe. Giới thiệu thêm mọi người là anh Hùng chưa có người yêu. Thôi, quay mình suốt ngày làm bạn với xe thôi mọi người ạ. Để anh cắt con xe đi rồi anh em mình ngồi uống nước ha. Ok anh. Okay. Hôm nay anh cho em uống nước gì vậy? Uống nước chè. Ơi, chán quá mọi người ạ, đẹp trai nhưng mà cho người ta uống nước chè. Tạm biệt mọi người nha. Bye.